Việt Nam trải dài với ba miền rõ rệt, Bắc, Trung, Nam, mỗi vùng có những đặc điểm rất riêng về văn hóa ẩm thực và cũng rất phong phú đa dạng. Để giúp người nước ngoài hiểu và cảm nhận sâu sắc nhất về ẩm thực Việt Nam, nhiều nhà hàng đã tổ chức các lớp học trải nghiệm nấu ăn cho du khách nước ngoài. Tom Schaffer và Alicia Rosenberger, hai du khách người Đức lần đầu đến Hà Nội. Được trải nghiệm một ngày học nấu những món ăn truyền thống Việt Nam. Lần đầu tiên đến những khu chợ như thế này, được lắng nghe, giảng giải về nguyên liệu, món ăn, ẩm thực Hà Nội, anh Tom cảm thấy thú vị, hào hứng. It's totally different from home. At home we go into a store. There's everything, we put it in our basket and then pay it. So there's no you can't decide whether you want a cheaper price or so. It's a fixed price. Then you have to pay it. Thành lập từ năm 2000, Highway 4 là một chuỗi nhà hàng nấu món ăn Việt nổi tiếng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây, ngoài thưởng thức món ăn, thực khách có thể tham gia vào lớp học nấu ăn để tự tay làm những món ăn truyền thống của Việt Nam. Đó cũng là cách để những người nước ngoài hiểu hơn về ẩm thực Việt. Chương trình nấu ăn của nhà hàng mình thì là hướng đến những món ăn truyền thống và muốn giới thiệu đến khách những món ăn mà không quá khó và nó đặc trưng của Việt Nam. Mỗi buổi học, du khách sẽ được trải nghiệm làm từ 3 đến 4 món ăn tùy theo sở thích, yêu cầu của thực khách. Tom và Alicia đang làm món nem cung đình, một món ăn đã được nhà hàng cải tiến để phù hợp với khẩu vị của người nước ngoài. Like cutting the carrot, it's more difficult. And the rest, it's okay. Really excited because we can make it at home. Because I think we can get all of those lettuce and I think we can get those rice papers in maybe an Asian store. So I can make it at home, and it makes me really happy because it tastes really good. Lần đầu tiên đến Hà Nội và chắc chắn sẽ quay lại đây tiếp tục trải nghiệm làm thêm món ăn Việt Nam. Đó là những gì Tom và Alicia chia sẻ. Những lớp học nấu ăn Cooking Class là cách đưa người nước ngoài đến gần với văn hóa Việt Nam hơn.